171 天 Ngày 171 Chị cũng chưa từng đi qua nên không rõ lắm. Hãy nghe và nhắc lại. 我没去过,所以不太清楚. Mấy Chị Qua Sủa Ý Bù Thái Chinh Chủ Wǒ méi qù guò, suǐ bù tài qīng chú. Wǒ méi qù guò, suǐ bù tài qīng chú. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. Yì liǎng jù yǐ er yǐ. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样. Thêm WeChat đi. 加微信吧. Phiền, phiền phức. Má phản. Đồ ngọt, chủ yếu chỉ đồ điểm tâm ngọt. Thiến phỉn. Mở một công ty du lịch. Khai yi jia lǚ yǒu gōng sī. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt đã rồi nói. Xin bà yuè nán yǔ xuě hǎo lě zài shuō. Đại khái khoảng mấy giờ? Đà gài chí điển. Chị ấy gọi mình tối cùng đi siêu thị. Thà chào wǒ wǎn shàng yì qǐ qù yǐ chāo shì. Từ khi vừa bắt đầu thì đã học như vậy rồi. Cùng yì kái shì jiù zhè yǎng xuě lè. Vừa học vừa sử dụng. Yì biān xuě xí, yì biān shí yòng. Ở ký túc xá của trường. Trụ xuế xiào sù shè. Sắp xếp phòng. Trấng lì phòng chiên. Liên lạc qua WeChat nhé. WeChat liên xì. Đi giày cao gót không dễ đi lại. Chuan cao gân xìa bù khó dấu. Tối nay ăn lẩu. Jīn wǎn zhī huo guō. Rất hợp đấy. Mán hớ shì de. Mua xong đồ trước. Xiên mải wǎn dōng xì. Đại đa số đều là. Đa đuò shù dōu shì. Bên trong có cái siêu thị. Lǐ miàn yǒu gè chāo shì. Chưa từng đi qua. Mèi qù guò. Không rõ lắm. Bù tài qīng chú.